màn hình Sony Crystal LED 16K to bằng 4 chiếc xe buýt VN Express số hóa. Với kích thước 192x 5,4m, màn hình của Sony dài bằng 2 lần và cao gần gấp đôi một chiếc xe buýt 60 chỗ, dòng xe buýt cỡ chung tại Việt Nam. Hệ thống chiếm không gian 2 tầng của tòa nhà đang được lắp tại một trung tâm nghiên cứu ở thành phố Yokohama, phía nam Tokyo. Màn hình khổng lồ được Sony tạo nên từ nhiều màn hình nhỏ ghép lại theo dạng modular. Những màn hình nhỏ này có thiết kế không viền nên khi ghép sẽ tạo thành một thể thống nhất. Sony gọi đó là Crystal LED, tên thương mại riêng của công nghệ màn hình Micro LED mà Samsung cũng đang thử nghiệm. Ngoài thiết kế khổng lồ, màn hình còn có độ phân giải siêu cao 15.360x8.640 pixel, cho mật độ điểm ảnh gấp gần 16 lần so với TV 4K. Trên thị trường hiện nay, Samsung đã thương mại hóa TV 8K và Sony 2LG có thể bán dòng sản phẩm 8K vào cuối năm. Năm 2014, Sony đã thiết kế một màn hình 16K trưng bày tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản. Tuy nhiên nó được ghép từ rất nhiều màn hình nhỏ nên không cho trải nghiệm hình ảnh liền mạch. MicroLED là công nghệ màn hình được nhiều nhà sản xuất quan tâm trong những năm gần đây. Nó không dùng đèn nền, độ sáng cao hơn nhiều so với màn hình OLED nhưng vẫn cho màu sắc rực rỡ và màu đen sâu. Hiện nay, chi phí sản xuất cao là rào cản đáng kể nhất để thương mại MicroLED. Đầu 2019 Samsung giới thiệu phiên bản mới của dòng TV Zergon với kích thước lên đến 219 inch, hệ thống gồm nhiều tấm microLED ghép lại, tạo thành màn hình có chiều dài khoảng 5,4 mét. Về lý thuyết, công nghệ microLED giúp tạo ra những chiếc TV có kích thước không giới hạn. Đình Nam, theo BBC